Bà sử dụng đây nào cái này. Bà ngay này không xong thua cả bằng 2 nửa click play nửa con Windows 8.1 để tạo nên cả lọc chỗ nửa con set mode cứ boot cho được con set mode chẳng xong mơ chỉ một nhóm đối tập thể khi con là chọn start buộc chỉ môi nâng buộc chỉ môi nâng o tờ mốt viên nâng load run tờ mốt viên nâng vip tha shortcut ms còn switch bên này dừng toàn là chạy ok và bây dừng chạy ok hai bên đang load tiền system configuration nó bên này dừng dùng bị thật boot rồi mốc dừng dừng chọn boot từ tam set mode chứ nó bị no window 8 ní dừng còn là chạy trong check the neutron set boot ní tổng mô dùng thuộc apply tổng mô dùng ok vì nó tìm tê dùng restart bên này dùng restart tới